iPhone 10 này chỉ còn hơn 27 triệu đồng. Các bạn tin được không? Vâng, mình thì tin vì đây là sự thật. Lúc này thì mình đang đứng tại Minh Tuấn Mobile, cơ sở 43 Trần Quang Khải, nơi đang bán ra iPhone 10 phiên bản 64GB chỉ với hơn 27 triệu đồng. Nếu các bạn có nhu cầu tham khảo giá bán cũng như là muốn mua những sản phẩm Apple cùng phụ kiện thì có thể truy cập trang web minhtuanmobile.com, địa chỉ chính thức của hệ thống bán lẻ Minh Tuấn Mobile, đơn vị đã có hơn 15 năm kinh doanh điện thoại và 10 năm bán iPhone uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, như các bạn đều đã biết thì iPhone 10 64GB sẽ có giá là 999 đô la Mỹ và nếu quy đổi trực tiếp ra tiền Việt thì sẽ là 22.704.545 đồng tính theo tỷ giá ngày 23 tháng 11 hôm nay. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là theo một số thông tin từ Tech Insider hay là MacLife thì hiện tại các store tại Mỹ đều đang trong tình trạng cháy hàng và không có máy để bán. Như vậy có nghĩa là mức giá hơn 27 triệu đồng gần như là đã tiệm cận rất sát với giá gốc. Tính thêm các loại chi phí khác là quá vừa vặn và mình tin là nó khó còn có thể hạ xuống sâu hơn nữa. Nếu như hồi đầu tháng 11 thì chúng ta đã đón những chiếc iPhone 10 đầu tiên xách tay về thị trường Việt Nam với mức giá là 58 triệu đồng và 68 triệu đồng cho hai phiên bản và nhiều ngày sau đó là những biến động liên tục về giá của mẫu điện thoại hot nhất hành tinh này. Lên cũng có mà xuống cũng có luôn. Và TechMark cũng như nhiều bạn đang quan tâm đều muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi mua iPhone 10 thời điểm nào là hợp lý. Vâng, đến bây giờ, tại đây và ngày hôm nay thì có lẽ mình đã có thể tự tin nói rằng mua hôm nay và bây giờ và tại đây, tại Minh Tuấn Mobile là hợp lý nhất. Hiện tượng sụt giá tới 2 triệu đồng so với giá trước đây ít ngày của iPhone 10 là điều đã được nhiều nhà bán lẻ dự báo trước rồi. Cụ thể như mình đã chia sẻ thì iPhone 10 phiên bản 64GB đã xuống mức 27,5 triệu đồng, còn phiên bản 256 cũng có mức giá giảm mạnh tương tự, thay vì là 34,5 triệu đồng như trước đây. Lý do của đợt giảm giá lần này thì anh Minh Tuấn, đại diện từ phía Minh Tuấn Mobile cho biết đây không phải là điều quá bất ngờ vì trước đó thì anh Tuấn cũng đã dự đoán là trong tuần này iPhone 10 sẽ có sự giảm giá rất mạnh đúng như cái kịch bản của những năm trước đây, những chiếc iPhone mới về Việt Nam. Tuy nhiên thì hiện tại nguồn hàng vẫn chưa nhiều và do đó giá sẽ khó có thể giảm thêm nữa cho đến hết tuần này. Hoặc nó đã khá sát với giá gốc của Apple bán ra tại Mỹ rồi nên nếu có biến động về nguồn cung thì theo TechMark Việt Nam rất có thể giá sẽ lại tăng lên đấy. Và theo nhận định của TechMark một lần nữa thì với mức giá như hiện nay, những mẫu iPhone 10 xách tay thị trường Mỹ và Hồng Kông đang có giá rẻ hơn giá chính hãng niêm yết khoảng 2 triệu đồng và đến khi iPhone 10 chính hãng chính thức lên kệ vào ngày 8 tháng 12 tới đây thì mức chênh lệch này có thể sẽ còn lên tới 3 triệu đồng. Nhưng hàng chính hãng thời điểm đầu sẽ khá ít và khó mua được. Được biết thì hiện tại mức giá chính hãng cho iPhone 10 đang được chào mời tại các hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam được cho là 29,9 triệu đồng và 34,8 triệu đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn mua ngay những chiếc iPhone 10 với mức giá hợp lý nhất thì mình tin chắc là thời điểm này đã là lúc để các bạn đưa ra quyết định. Và Minh Tuấn Mobile, đơn vị đã có thâm niên 10 năm kinh doanh iPhone tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là một trong những chuỗi cửa hàng có dịch vụ hậu mãi và chăm sóc khách hàng tốt nhất trong khu vực mà mình có thể biết được. Thì tại đây hiện tại đang bán ra iPhone X với mức giá rất hợp lý, sẽ là một gợi ý rất tốt nếu các bạn có ý định đầu tư cho mình siêu phẩm Apple 2017 trong năm nay. Hiện tại thì Minh Tuấn Mobile có rất nhiều chi nhánh trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể truy cập trong web minhtuanmobile.com để tham khảo nhiều hơn nữa những sản phẩm và phụ kiện Apple đa dạng đang được kinh doanh tại đây. Còn nếu các bạn mua iPhone X tại Minh Tuấn Mobile, hiện tại với mức giá đó là đã kèm theo cả ốp lưng và kính cường lực luôn rồi. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm mua sắm tại địa chỉ này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.